Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sân gôn Phan Thiết thách thức lò của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Bài viết này chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn trong các chương trình trước đây và hôm nay phần cuối cùng bài viết của Phan Bình Minh. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết này. Đây là phần cuối cùng của bài viết. Sân gôn Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị một dự, một dự án rút ruột tài nguyên đất đai mà về quy mô thiệt hại cho lợi ích quốc gia vào năm 2014, tính bằng tiền là hơn 7.000 tỷ Việt Nam đồng, không thua kém gì vụ phone mua bài phôn mua AVG. Vậy ai là kẻ đứng đằng sau lưng để cho những dự án như sân gôn phan thiết này chiếm đoạt tài sản của nhà nước đến hơn 7.000 tỷ Việt Nam đồng nhưng vẫn chưa bị xử lý vào thời điểm đó, ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, bà X Nguyễn Tân Dũng đang là Thủ tướng thời kỳ đó. Và có lẽ tội của Nguyễn Tân Dũng trong vụ án này không hề nhỏ. Vậy ông Nguyễn Phú Trọng có làm được gì Nguyễn Tân Dũng hay không? Hay những chân rết của Nguyễn Tân Dũng mà đã khiến cho Nguyễn Phú Trọng không dám đưa cửa lò đến để đốt thành củi Nguyễn Tân Dũng này? Sơn Gôn Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị, một dự án rút ruột tài nguyên đất đai về quy mô thiệt hại thì cực kỳ lớn cho quốc gia vào buổi sáng ngồi quán cà phê cóc vỉa hè hay buổi chiều trong các quán nhậu bình dân hỏi thăm bất cứ người dân phan thiết nào quan tâm đến dự án sân gôn phan thiết họ cũng đều nói là dự án này của ông đông đằng sau đó là nhiều quan chức cấp cao của tỉnh thành phố các sở ban ngành và có cả người của trung ương còn có người vui vẻ dẫn bạn đến chỉ biệt thự ông này, ông kia để kể những góc khuất của dự án mà dư luận phan thiết đang đồn thổi. Từ năm 2014 đã có nhiều đơn gửi đi khắp nơi từ cơ quan chức năng trung ương đến cơ quan truyền thông phản đối chuyển sân gôn sang khu đô thị để kinh doanh bất động sản. Trong khi thành phố du lịch phan thiết rất thiếu quỹ đất dành cho hạ tầng dịch vụ công cộng, phục vụ du lịch và văn hóa thể thao. Lẽ ra, báo chí phải lên tiếng chuyển tải dư luận đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm sáng tỏ các góc khuất trong quá trình thực hiện dự án nhằm giảm thiểu nguy cơ thất thoát tài sản quốc gia. Thì đằng này, báo chí thì lên tiếng một cách rất dè chừng, thậm chí có báo đưa lên rồi gỡ xuống. Dẫn chứng một số báo lớn ở phía Nam từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2014, báo tuổi trẻ liên tục đăng hơn 10 bài về sân gôn Phan Thiết. Đến ngày 18 tháng 8 năm 2014, đăng bài Chủ tịch Tập đoàn Dạng Đông xin lỗi hội viên chơi sân gôn. Chờ đến gần 5 năm sau, ngày 18 tháng 2 năm 2019 mới đăng bài tiếp theo. Kiểm tra dự án biến sân gôn Phan Thiết thành khu đô thị du lịch biển. Ai cũng biết Báo Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vào ngày 22 tháng 7 năm 2014 cho đăng bài bất thường việc chuyển mục đích sử dụng đất sân gôn phan thiết. Nội dung bài báo có đoạn trích nguyên văn. Khoảng thời gian 6 tháng tính từ khi công ty cổ phần dạng đông mua lại sân gôn, đến lúc Ủy ban nhân dân tỉnh làm tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất là siêu tốc, khiến cho dư luận cho rằng có lợi ích nhóm. Tại dự án này, nếu chuyển đổi mục đích sử dụng đất sân gôn sang đất ở đô thị, chủ đầu tư phải nộp thuế vào ngân sách nhà nước 1.000 tỷ Việt Nam đồng. Mua lại dự án hơn 4.000 tỷ đồng, làm hạ tầng giao thông hết 4.000 tỷ đồng, các chi phí khác 300 tỷ đồng. Trong tổng diện tích khoảng 62 hecta chuyển đổi, trừ hạ tầng giao thông còn khoảng 37 hecta đất kinh doanh để bán. Theo giá trị thị trường hiện nay tại khu đất vàng, Nay giá mỗi mét vuông đất trung bình khoảng 20 triệu đồng thì chủ đầu tư thu về khoảng 7 400 tỷ Việt Nam đồng. Như vậy sau khi trừ các khoản chi phí chủ đầu tư đã lãi dòng 5.000 tỷ đồng. Hết chích. Tính theo giá trị thị trường năm 2014, người dân xem báo đảng cao nhất công bố tình trạng bình thuận tạo điều kiện cho chủ đầu tư lãi dòng hơn 5.000 tỷ đồng là quá sốc với niềm tin là các cơ quan chức năng trung ương sẽ vào cuộc và báo chí tiếp tục phanh phùi những góc khuất. Tuy nhiên, báo chí lên tiếng nhưng không có cơ quan chức năng trung ương nào quan tâm, ngay cả tờ báo cao nhất là tờ báo nhân dân đăng được một kỳ duy nhất rồi im bặt luôn. Báo chí đồng loạt đưa tin 18 tháng 1 năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát lệnh khởi công xây dựng dự án sân bay Phan Thiết do Tổng Công ty 319 thuộc Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Dạng Đông đầu tư. Lúc này, anh hùng Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Tập đoàn Dạng Đông cùng sánh danh ngang với Đại tá Phùng Quang Hải, con của Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, là Chủ tịch Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng nổi lên cùng với những quan hệ hậu thuẫn rất mạnh. Kể từ đây gần như không còn tờ báo nào dám đăng bài về các khuất tất của sân Côn Phan Thiết nữa. Mặc dù nhiều khiếu nại vẫn đang được chưa được giải quyết mà lỗ bịch hơn nữa là có một số bài viết quảng cáo ca ngợi tấm gương của người anh hùng từ 10 năm trước. Thế lực nào buộc hàng trăm tờ báo đột ngột im lặng suốt 4 năm, 2015 đến 2018. Thậm chí một số Facebooker viết bài bất lợi cho dự án sân gôn Phan Thiết ảnh hưởng đến dạng đồng hay Nguyễn Văn Đông thì buộc phải xóa bài hoặc đánh mất nick. Nếu nói Nguyễn Văn Đông dùng tiền để quảng cáo tất cả các báo hoặc mua chuộc các nhà báo là không thể vì điều đó chỉ kích cho đám kền kền vào dịa thịt mà thôi. Thế lực nào tất nhiên phải cao hơn các tổng biên tập của các báo. Muốn biết thế lực nào buộc báo im lặng trước các khuất tất của sân gôn phan thiết một thời gian chỉ có thể là người đốt lò vĩ đại ông tổng tịch Nguyễn Phú Trọng ra tay. Nói thêm, giai đoạn từ năm 2011 đến 2016 là ông Nguyễn Bắc Son, tiếp theo 2016 đến 2018 là ông Trương Minh Tuấn làm bộ trưởng thông tin và truyền thông. Điểm chung cả hai ông này đều là ủy viên Trung ương Đảng, phó ban tuyên giáo Trung ương và cùng tham gia vào phi vụ mobile phone mua AVG. Khi chưa vào lò thì hai ông này đều rất liêm khiết và mạnh tay nghiêm khắc với báo chí phóng viên. Có đại tá an ninh công an tỉnh Bình Thuận chuyển qua làm trợ lý cho Nguyễn Văn Đông phụ trách an ninh và đặc biệt là xử lý thông tin báo chí. Những Facebooker lên tiếng mạnh thì thuê đánh sập hoặc nhờ công an Bình Thuận mời làm việc. Từ dự án Sân Gôn Phan Thiết cũng lý giải được phần nào người dân ít quan tâm đến báo chí nhà nước hơn các mạng xã hội. Đơn giản là đã rời vãi quá nhiều niềm tin. Thời gian vừa qua, Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động nhằm tìm kiếm những tiếng nói xác nhận từ cách nền kinh tế thị trường và sự minh bạch. Ngay cả lãnh đạo đảng cũng qua Mỹ đề nghị Mỹ sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Tuy nhiên, sự ủng hộ chưa nhiều, nhất là các nước đối tác qua quan hệ Mỹ và EU. Trong chuỗi bánh răng đan xen nhau để xác nhận là nền kinh tế thị trường, Việt Nam chưa đáp ứng được các nhà đầu tư, các nhà hoạch định chính sách quan sát thì sân gôn phan thiết. Tập đoàn dạng đông cũng được đưa ra phân tích cho thấy các tác động theo hướng tiêu cực dưới góc độ kinh tế thị trường nội trội có hai vấn đề cốt lõi là thiếu minh bạch trong chính sách quy hoạch và không bình đẳng giữa các doanh nghiệp chưa phân tích yếu tố tham nhũng của những quan chức đồng lõa thực hiện dự án này. Thiếu minh bạch thì không những đã quá rõ mà còn quá trơ trẽn của tỉnh Bình Thuận và chính phủ. Rõ ràng nhất ở sân gôn Phan Thiết là lĩnh vực quy hoạch, quy hoạch ngành, lĩnh vực sân gôn, quy hoạch vùng đô thị, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Khi xây dựng quy hoạch được các cơ quan chuyên môn từ thấp đến cao, các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch 5 năm, 10 năm, tầm nhìn đến năm 2020, sau đó trình ra hội đồng để phản biện thẩm định phê duyệt công khai. thì xóa bỏ quy hoạch lại vội vàng, âm thầm, lẽ và không công bố cho cộng đồng, thiếu minh bạch quy hoạch sân gôn. Tại sao trên cùng một thành phố thuộc tỉnh đã có sân gôn phan thiết rồi, lại quy hoạch cấp thêm một sân gôn liền kề là sân gôn Sea buộc sân gôn phan thiết của nhà đầu tư nước ngoài lâm vào tình trạng phá sản? Tại sao sau khi đã phê duyệt quy hoạch hai sân gôn rồi lại xóa bỏ sân gôn phan thiết ra khỏi quy hoạch? quy hạch thêm một sân gôn này bỏ quy hoạch sân gôn khác là bất thường càng bất thường hơn nữa là người xin thêm sân gôn xinning và yêu cầu xóa sân gôn phan thiết chỉ là một người duy nhất đó là ông nguyễn văn đông anh hùng lao động ngay sau khi thâu tóm xong từ năm 2010, quy hoạch vùng đô thị, quy hoạch sử dụng đất gắn liền với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, với một chiến lược phát triển bền vững đồng bộ đến năm 2013, chuyển đổi 62 ha đất sân gôn sang khu đô thị hoàn toàn không thuộc các chương trình và dự án trọng điểm của tỉnh và chính phủ đã phê duyệt cũng không phải dự án thuộc an ninh quốc phòng. Tại sao Nguyễn Văn Đông vừa làm văn bản là cả hệ thống chính trị tỉnh Bình Thuận vào cuộc điều chỉnh phá vỡ vùng đô thị cư hoạch sử dụng đất vừa ký trước đó nói thêm khu đô thị 62 ha lớn hơn một số phường của thành phố Phan Thiết như Đức Nghĩa Đức Thắng Lạc Đạo tại sao cơ cấu đất thể dục thể thao của thành phố Phan Thiết năm 2010 quá thấp chỉ có 98,41 ha tỷ lệ 0,48% nhu cầu tăng đến năm 2020 là 571 hecta tỷ lệ 2,76%, vậy mà cắt giảm một lúc 62 hecta đất thể dục thể thao. Căn cứ vào quy chuẩn quy hoạch nào mà tỉnh Bình Thuận quy hoạch cách ly người nghèo với lý do nếu bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội bỏ sẽ có chênh lệch rất lớn tạo phân tầng xã hội trực diện. Nhà ở xã hội thì phân biệt đối tượng nhưng dạng đồng giao bán đất nền lại không phân biệt đối tượng mặc dù chính phủ luôn kêu gọi minh bạch. Sau này, ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc thừa kế lại, tiếp tục khô hào thêm liêm chính kiến tạo công nghệ 4.0. Vậy mà những thông tin liên quan đến điều chỉnh quy hoạch sân gôn phan thiết đều không công bố trên cổng thông tin chính phủ và tỉnh. Sự khuất tất liên quan đến sân gôn phan thiết kéo dài đến nay, đó là người dân Bình Thuận rất quan tâm chính phủ cho thanh tra sân gôn phan thiết từ lần 1 từ tháng 1 năm 2019, lần 2 là tháng 4 năm 2020. Nhưng các văn bản liên quan tới công tác thanh tra và kết quả thanh tra đều không công bố trên cổng thông tin chính phủ hay cơ quan thanh tra. Ví dụ như các văn bản số 738 trên VPCPVI ngày 25 tháng 1 năm 2019, số 892 trên BCTTCV ngày 4 tháng 6 năm 2019, số 131 trên TB VPCP ngày 27 tháng 3 năm 2020 vân vân. Một số người quen biết mới có. Trong khi văn bản cùng loại hay với các đối tượng thanh tra khác thì công bố công khai. Sự bất bình đẳng giữa dạng đồng Nguyễn Văn Đồng với các doanh nhân doanh nghiệp khác ở Bình Thuận thể hiện công khai giữa thanh thiền bạch nhật, không ngán dư luận từ chuyện thi công công trình dự án đất đai đến chuyện kiện tụng tranh chấp ở tòa, thậm chí cả chuyện chạy xe công trình của Đảng Đông gây tai nạn chết người, tai nạn lao động chết người cũng đều được thu xếp ổn thỏa. Những chuyện này rất nhiều không viết dễ. Ở đây chỉ nói đến bất bình đẳng của dự án sân gôn Phan Thiết mà không cá nhân doanh nghiệp nào ở Bình Thuận được lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh ưu ái bằng Giảng Đông. Không minh bạch về quy hoạch và thông tin chỉ phục vụ lợi ích duy nhất cho Nguyễn Văn Đông như phân tích ở phần trên đã tạo điều kiện cho dạng đồng một đặc quyền tuyệt đối ở tỉnh Bình Thuận. Ngay chính lãnh đạo tỉnh như ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương, Bí thư tỉnh, Chủ tịch Hội đồng, Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên bố ủng hộ Nguyễn Văn Đông trước dư luận với những câu nói như Cơ quan quản lý nhà nước là trọng tài của các quan hệ kinh tế dân sự trong xã hội Ngày 6 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng ban hành quyết định số 795 trên quy đề TTG vẫn giữ sân gôn phán thiết trong danh mục dự kiến phát triển đến năm 2020. Vậy mà... Trước ngày 1 tháng 3 năm 2014, dạng đồng đơn phương thông báo sân gôn Phan Thiết chấm dứt hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2014, chuyển tất cả hội viên sang sân gôn Sea Làm cho nhiều hội viên bức xúc, Phản ứng gây gắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2014, ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Tiến Phương lẽ ra phải yêu cầu dạng đông phục vụ bình thường cho đến khi có ý kiến của Thủ tướng thì lại đứng về phía dạng đông vì lý do lỗ, kinh doanh mới nửa tháng. Điều này chẳng khác gì kinh doanh vận tải, chủ xe tự ý sang khách dọc đường vì lý do lỗ, cảnh sát giao thông phạt nhà xe hay trả tiền lại cho khách. Tỉnh xác định tiền sử dụng đất thấp khoảng 20-30%, đến giá nhà nước là 936,8 tỷ đồng, chưa nộp nhưng tỉnh Bình Thuận vẫn cho phép khởi công cấp phép xây dựng. Liệu một người dân bình thường chưa nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất, chưa có giấy phép xây dựng thì có dám khởi công xây dựng nhà hay không? Thậm chí tỉnh còn ưu ái đến mức chuyển 20% đất ở ra ngoài dự án cho phép dạng đồng mua lại theo giá nhà nước để kinh doanh. Ở Bình Thuận chỉ duy nhất dạng đồng được ưu ái đã ưu đãi đầu tư đến như vậy bất chấp cả pháp luật. Một trong các yếu tố thế giới chưa thể công nhận Việt Nam có kinh tế thị trường là tham nhũng. Mặc dù mấy năm gần đây Việt Nam tăng điểm trong bảng xếp hạng toàn cầu về chỉ số cảm nhận tham nhũng, nhưng vẫn nằm trong số quốc gia trên thế giới có điểm CPI dưới 50 trên 100. Quay về với dự án sân gôn Phan Thiết giai đoạn 2013-2015 đã góp phần đưa điểm CPI ở mức thấp là 31 trên 100 Phương án tỉnh Bình Thuận thu hồi dự án đầu tư. Sân Gôn Phan Thiết thu lỗ giả sử tỉnh chọn phương án thu hồi giấy phép đầu tư. Tỉnh công khai quy hoạch khu đô thị 50% diện tích Sân Gôn là 328 m2, trong đó tỷ lệ đất kinh doanh và dịch vụ vẫn là 58,57%. Nếu tỉnh Bình Thuận thông báo đấu giá quyền sử dụng đất công khai rộng rãi minh bạch thì chắc chắn sẽ thu về cho ngân sách ít nhất là 2.160 tỷ Việt Nam đồng từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất với số tiền này. Hoàn trả lại đền bù cho nhà đầu tư sân gôn 400 tỷ, thực tế không đến, đồng thời thu hồi lại các khoản nợ thuế trước đó của nhà nước. Từ đầu tư sân gôn như vậy bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư sân gôn và nhà nước. Số tiền còn lại cho ngân sách tỉnh ít nhất là 1.763 đồng tỷ đồng và lớn hơn so với 936,8 tỷ Việt Nam đồng của dạng đồng nộp rất nhiều. Về phía chủ đầu tư bất động sản có năng lực sau khi trừ toàn bộ chi phí đầu tư đến năm 2016 kinh doanh thì lợi nhuận gộp tối thiểu của dự án là 3.400 tỷ Việt Nam Đông đã tính diện tích 20% đất để xây dựng nhà ở xã hội thuộc phạm vi dự án. Điều quan trọng là quỹ đất còn lại với diện tích 31 hecta tỉnh dành cho các công trình để thể dục thể thao, không gian văn hóa, du lịch, công cộng phục vụ cho cộng đồng dân cư địa phương và du khách tham quan thành phố Phan Thiết. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận không chọn phương án hài hòa giữa lợi ích nhà nước và nhà đầu tư, cộng đồng dân cư mà lại chọn phương án giao đất cho Nguyễn Văn Đông. Tỉnh giao 62 đất cho Nguyễn Văn Đông để thu về số tiền 936,8 tỷ Việt Nam đồng, cán bộ tỉnh đều trình độ đại học trở lên. Họ biết là nhà nước đã thất thu cho ngân sách 1.681 tỷ đến 4.152 tỷ đồng do giao đất vì định giá rẻ mạt. Họ tính được nhà đầu tư đã thu lợi ít nhất 2.698 tỷ đến 7 7,8 tỷ đồng và giao đất không qua đấu giá hàng ngàn tỷ đồng tài nguyên đất đai chui vào túi của các nhà đầu tư một cách quá dễ dàng vì thiếu năng lực, vì thiếu trách nhiệm hay vì nói tham nhũng móc hoặc thì không có chứng cứ. Theo lời một nhà lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Dạng Đông đã gắn bó gần gũi với ông Nguyễn Văn Đông hơn 15 năm nói chi phí giao dịch cho dự án hành thông, riêng tiền mặt không dưới 8.000 tỷ đồng, đó là chưa kể chia cổ phần ảo cho một số lô đất làm quà tặng hay bán với giá tự trưng. 8.000 tỷ đồng nếu tờ 100.000 đồng chở xe tải đúng 8 tấn rộng đến 74.880 m2 giải phủ cả sân gôn Phan Thiết vẫn còn thừa tiền. Ở đây chúng tôi chỉ ra một số cá nhân đơn vị tích cực ủng hộ mang tính quyết định dự án sân gôn Phan Thiết của Nguyễn Văn Đông. Về phía tỉnh Bình Thuận bao gồm có lãnh đạo thường trực Ủy ban tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh lúc đó cụ thể là ông bí thư tỉnh ủy huỳnh văn tý chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê tiến phương phó bí thư nay là bí thư tỉnh ủy nguyễn mạnh hùng cùng với ban tham mưu gồm giám đốc sở tài chính tăng việt cường giám đốc sở tài nguyên môi trường huỳnh giác cục trưởng cục thuế nguyễn thành tâm tiếp theo là nguyễn văn tài cán bộ khối văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh còn cơ quan công an viện kiểm sát thì có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại tố cáo của người dân từ khi manh nhà kế thừa ý chí lãnh đạo cũ là bí thư Nguyễn Ánh Minh và chủ tịch Huỳnh Tấn Thành về phía chính phủ có ông thủ tướng bà x Nguyễn Tân Dũng ngoài các ông Hoàng Trung Hải Trịnh Đình Dũng là người tham gia chỉ đạo xử lý trực tiếp về quy hoạch xây dựng còn có các quan thanh tra chính phủ bộ tài nguyên và môi trường bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính và nhận đơn khiếu nại từ Bình Thuận biết nhưng không giải quyết triệt để rốt ráo vụ việc theo đề nghị trong đơn. Nhìn biểu đồ điểm CPI Việt Nam tăng từ 2016 đến nay, phù hợp với giai đoạn ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện chiến dịch đốt lò để buộc củi khô củi tươi gì cũng phải cháy. Đồng thời, thành công của ông chính phủ trong xử lý đại dịch virus Vũ Hán, người dân bắt đầu lấy lại được niềm tin nhưng vẫn dưới mức trung bình là 50%, tức là chỉ số cảm nhận tham nhũng vẫn còn đáng lo và chưa biết đến khi nào Việt Nam mới được thừa nhận là một nền kinh tế thị trường đầy đủ. Mặc dù Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thông báo và mong muốn mở cửa, hội nhập kể cả cam kết tạo điều kiện cho tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong những lĩnh vực đầu tư các hàm lượng trí tuệ và tạo giá trị giá tăng cao về phía nhà đầu tư nước ngoài họ còn phải kiểm chứng phân tích từ thực tế và đặc biệt là kinh nghiệm của nhà đầu tư đến trước đối với nhà đầu tư từ hoa kỳ thì sân gôn phan thiết dự án ocean unesco club lại được mang ra phân tích sân gôn phan thiết là dự án đầu tiên của hoa kỳ đầu tư vào tỉnh bình thuận quá trình hình thành dự án đánh dấu các mốc quan trọng cho lịch sử quan hệ song phương việt nam hoa kỳ là Tổng bí thư Bill Clinton tuyên bố bỏ hoàn toàn cấm vận vào ngày 3 tháng 2 năm 1994 và bình thường hóa quan hệ song phương ngày 11 tháng 7 năm 1995. Vụ sẻ thịt sân gôn phan thiết làm cho những người làm việc trong lĩnh vực tư vấn đầu tư dù rất yêu nước vẫn khó trả lời được những câu hỏi đại loại như Tại sao quy hoạch chiến lược của Việt Nam lại điều chỉnh quá nhanh, đột ngột và không công khai? Tại sao chính quyền chỉ tạo điều kiện cho một mình dạng đông mà không tạo cơ hội cho bình đẳng cho các nhà đầu tư khác? Thứ ba, tại sao sân gôn Phan Thiết thu lỗ kéo dài không cho phá sản rồi để nhiều công ty khác đấu giá mua lại công khai theo quy định mới? Nghịch lý trong khi Hoa Kỳ cho phép dạng đông tham gia đấu giá bình đẳng loại các đối thủ khác để mua thành công hãng rượu phá sản Napa Valley, California năm 2011 với giá 6 triệu 250 nghìn đô la trên diện tích 7 hecta đất. Nhưng ở Việt Nam thì Đảng đông lại độc quyền thâu tóm sân gôn thua lỗ. Đơn phương chuyển hội viên đi vận động rút sân gôn ra khỏi quy hoạch để phân lô bán nền thu về siêu lợi nhuận. Với tư cách là một đại biểu quốc hội cơ quan lập pháp cao nhất của Việt Nam lại là một luật sư, hy vọng ông Nguyễn Văn Đông sẽ trả lời các câu hỏi và nghịch lý trên. Khi những câu hỏi chưa trả lời về nghịch lý chưa giải quyết thì các nhà đầu tư tiềm năng nước ngoài vẫn cho rằng đầu tư vào Việt Nam là cực kỳ mạo hiểm. Còn với tư cách anh hùng của dân tộc Việt Nam Nguyễn Văn Đông chỉ vụ lợi cho cá nhân, công chức dễ mua chuộc, thực thi công vụ không nghiêm, đạt lợi ích quốc gia ở mức thấp, các nhà đầu tư bền vững sẽ thấy đầu tư vào Việt Nam là cực kỳ rủi ro. Mặc dù rất quyết tâm làm tổ nhưng đại bàng vẫn chưa chịu đến. Việt Nam thành công chống virus Vũ Hán đến hậu. Virus Vũ Hán thì 27 công ty Mỹ sắp di rời nhà máy từ Trung Quốc tới Indonesia. Không chọn Việt Nam cũng vì lý do này. Di chứng sân gôn phan thiết với quy hoạch không gian đô thị vội vã và tối đa lợi nhuận. Một thành phố du lịch biển hoàn hảo mà mật độ xây dựng lên đến 65% dày đặc hoàn toàn vắng những mảng xanh không gian công cộng từ trên nhìn xuống giống như nghĩa địa cao cấp ven biển phó thủ tướng thường trực trương hòa bình yêu cầu thanh tra lần thứ hai làm rõ bốn nội dung theo báo tử trẻ và pháp luật khi chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh bình thuận đã chuyển từ hình thức cho thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để giao cho dạng đông có đúng quy định pháp luật hay không Xem xét nội dung phản ánh về việc xác định giá đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị có phù hợp với giá trị đất phổ biến thị trường và bảo đảm không gây thất thoát tài sản nhà nước hay không. Căn cứ vào pháp luật để tỉnh Bình Thuận không bố trí 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết và giao cho dạng đồng kinh doanh bất động sản kiểm tra có hay không việc lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh Bình Thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của đảng đông trong khu du lịch biển Phan Thiết bốn nội dung trên cũng cần thiết nhưng chưa đủ và đó cũng chỉ là phần ngọn chứ chưa thể giải quyết được cốc rễ của vấn đề để bảo vệ công lý cho xã hội đó là thứ nhất cần phải thanh tra điều tra dự án sân golf Phan Thiết có phải là âm mưu của nhóm lợi ích đã thỏa hiệp được tính toán lên kế hoạch trước đó của Nguyễn Văn Đồng nhận chuyển nhượng sân golf Phan Thiết. Thứ hai, đối tượng thanh tra chỉ trong phạm vi tỉnh Bình Thuận là chưa đủ, bởi vì có nhiều thủ tục cần phải có ý kiến quyết định của các cơ quan trực thuộc của chính phủ, đặc biệt là ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nếu tỉnh Bình Thuận tự thực hiện toàn bộ lạm quyền thì đã vi phạm pháp luật hình sự cần phải truy tố. Nếu tỉnh Bình Thuận có xin ý kiến của chính phủ, các bộ thì nội dung thanh tra cần phải thực hiện đối với các thành viên chính phủ nhiệm kỳ trước để xác định rõ ai làm gì, trách nhiệm như thế nào. Thứ ba, mục tiêu dự án sân gôn phan thiết của Nguyễn Văn Đông mua đất vàng của nhà nước với giá rẻ không qua đấu giá về bản chất hoàn toàn không khác với Phan Văn Anh Vũ mua nhà đất công sản ở Đà Nẵng. Vậy mà Thượng tá Vũ Nhôm bị truy tố còn đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Đông không chịu trách nhiệm gì là hoàn toàn bất bình đẳng. Thứ tư, cần phải nhìn nhận sự thất thoát tiền của nhà nước là quan chức cố tình để cho người Văn Đông chiếm đoạt tài nguyên đất đai chứ không phải quan chức tỉnh Bình Thuận thiếu năng lực trách nhiệm và con số được tính toán ở mức thấp là 6.000 tỷ đồng. Về bản chất, Nguyễn Văn Đông móc ngoặc hạ thấp giá trị đất để chiếm đoạt hơn 6.000 tỷ đồng từ tài nguyên đất đài sân gôn Phan Thiết, hoàn toàn giống với Phạm Nhật Vũ móc ngoặc nâng khống giá của AVG, AVG để chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ Việt Nam đồng. Trong khi cư sĩ Phạm Nhật Vũ phải hoàn trả số tiền và thi hành án tù thì anh hùng lao động Nguyễn Văn Đông lại không hề hấn gì, rõ ràng pháp luật không nghiêm thứ sáu với con số 6.000 tỷ đồng từ việc đồng lõa rút ruột giá trị tài nguyên đất đai thì ai cũng tính được và chắc chắn Nguyễn Văn Đông không thể chiếm giữ một mình. Vậy thì dòng tiền 6.000 tỷ đồng này đã chảy đến những đâu và dưới hình thức nào để thu hồi về cho nhà nước như vụ AVG? Thứ bảy, nếu xác định lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh Bình Thuận có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dạng đông khu du lịch biển Phan Thiết Trường hợp chuyển nhượng theo giá thấp có truy cứu đó là hối lộ tham nhũng không? Trường hợp chuyển nhượng theo giá thị trường có yêu cầu phải giải trình nguồn gốc tiền mua đất không? Lương 10 đến 20 triệu thì làm sao mua đất? Hoặc các trường hợp như người thân đứng tên chuyển nhượng xong rồi bán, nhận chuyển nhượng ở chỗ khác thì làm gì nhau? Thứ 8, cứ cùng khẳng định luôn là cơ quan thanh tra chính phủ sẽ không thể độc lập, không thể khách quan và cũng không thể đủ thẩm quyền để thanh tra toàn diện khu dự án. Nói thẳng ra là ủy ban kiểm tra trung ương vào cuộc mới đảm bảo được tiến trình thanh tra, kiểm tra và điều tra không bị giới hạn bởi phạm vi đối tượng, quy mô tác động của dự án, mới đảm bảo tính nghiêm minh khả năng răn đe, không có vùng cấm, không có ngoại lệ theo như lời của tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng nói. Xuyên suốt toàn bộ 6 bài chúng tôi trình bày về bản chất dự án sân gôn Phan Thiết và sơ bộ chân dung của ông chủ dự án với những quan hệ gắn bó lợi ích mật thiết hữu cơ của Nguyễn Văn Đông đã thiết lập các thế lực thực hiện hiện hữu từ nhiều năm nay. Buộc những thế lực này bằng mọi giá phải đồng hành, bảo vệ và giảm thiểu thiệt hại cho ông chủ của tỉnh Giảng Đông. Qua kết luận thanh tra lần thứ nhất, theo báo cáo, 892 trên BC TTCB ngày 4 tháng 6 năm 2019 về kết quả kiểm tra xác minh nội dung kiến nghị phản ánh của công dân liên quan đến việc chuyển đổi sân gôn Phan Thiết sang khu đô thị cho thấy thanh tra chính phủ chưa làm rõ được bản chất thực sự của việc chuyển nhượng quyền sử dụng sân gôn không đi thẳng vào cốt lõi bản chất khuất tất trong tiến trình thực hiện dự án, né tránh đề cập đến mối quan hệ cộng sinh giữa nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Văn Đông là lãnh đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các sở ban ngành của tỉnh. Đặc biệt là không làm rõ trách nhiệm cá nhân của các cơ quan của Trung ương liên quan tới vụ việc này. Nếu chưa kết luận thanh tra thì người ta chỉ nghi ngờ. Sau khi báo cáo số 892 trên BC TTCP thì càng có lý do để khẳng định chính cơ quan thanh tra chính phủ cũng có dính dáng đến băng nhóm sân Gôn Nên bây giờ cố tình bao che giảm nhẹ tính chất vụ việc, bưng bít thông tin, không minh bạch bằng chứng là chính báo cáo của thanh tra 892 trên BC TTCP cũng không công khai trên các cổng thông tin của chính phủ. Nên nhớ dự án sân gôn Phan Thiết là dự án bất động sản của tư nhân, không phải dự án an ninh quốc phòng hay có yếu tố cần giữ bí mật quốc gia. Cho nên việc công khai thông tin là cần thiết đối với một chính phủ minh bạch kiến tạo công nghệ 4.0 của CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Không đừng tình với kết luận thanh tra, ông Đinh Trung tiếp tục gửi đơn phản biện ngày 30 tháng 9 năm 2019. Đơn tố cáo và đề nghị lần thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2019 buộc Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phải giao cho thanh tra chính phủ làm việc lần thứ hai. Quá trình thanh tra lần một có khả năng chủ dự án đã dùng lợi nhuận cách xù bịt những lỗ hỏng, đánh bùn sang ao, làm loãng ra, kéo dây dưa cho đại hội 13 rồi chìm xuồng. Qua kết luận thanh tra lần thứ nhất có thể dự báo kết luận thanh tra lần thứ hai như sau. Các bên thỏa thuận cho Nguyễn Văn Đông nôn ra để hoàn trả cho nhà nước số tiền 1.200 đến 2.000 tỷ đồng và kết thúc vụ sân gôn phan thiết. Về phía tỉnh Bình Thuận, một số lãnh đạo phải kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và hạ cánh an toàn. Có thể một vài cán bộ đương chức sẽ bị kỷ luật ở mức độ kiến trách. Còn với cơ quan chính phủ, các bộ ngành thì nhắc nhở rút kinh nghiệm Nói chung với các lợi nhuận từ chính sách, cơ hội và hiệu quả đầu tư, tổng lợi nhuận dự án sân gôn Phan Thiết thực tế 10.000 tỷ đồng. Anh Hùng Lưu Manh Nguyễn Văn Đông biết cách phân bổ để cho tất cả các đồng chí từng gắn bó với tỉnh Giảng Đông cùng nắm tay nhau, dùng răng dùng rẻ, hát bài, kết đoàn. Nếu như thanh tra chính phủ toàn quyền quyết định dự án sân gôn Phan Thiết để lại nhiều di chứng cho xã hội, giải quyết di chứng này như thế nào sẽ tiếp tục để lại cho các hệ quả tiếp theo của thời gian sau nữa. Cùng nhau xẻ thịt sân gôn phan thiết bán nền là tự biến tướng chính sách vĩ mô tác động xấu đến niềm tin đầu tư. Từ hơn 6 năm nay đã tạo dư luận rất tiêu cực cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nếu những người lãnh đạo quốc gia giải quyết vụ sân gôn phan thiết của anh hùng Nguyễn Văn Đông không nghiêm minh, bình đẳng, đúng pháp luật, không công khai minh bạch thì môi trường đầu tư ở Việt Nam rất khó được cải thiện. Dù có làm hàng trăm cái tổ thì cũng chỉ đón được con cú vọ phương Bắc đến nằm, còn đại bàng phương Tây thì bay đi nơi khác. Không có đại bàng nào dám đặt niềm tin vào môi trường đầu tư đầy bất chắc, ở đó có những kẻ lưu manh được phép tồn tại luôn tìm cách săn đại bàng. Đó là niềm tin của người dân vào thể chế chính trị vào nhà nước pháp quyền, vào lãnh đạo đất nước, từng hành vi, chính sách, vĩ mô làm tăng hay giảm lòng tin đó vào thịnh vượng suy vong của đất nước. Ví dụ như dịch virus Vũ Hán, chính phủ đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên lợi ích kinh tế đã được người dân đồng thuận tin tưởng. Dự án sân gôn Phan Thiết và vấn đề anh hùng Nguyễn Văn Đông sẽ được đặt ở đâu trong bối cảnh đảng nhà nước cần phải lấy lại niềm tin đang suy giảm của người dân. Tại sao về bản chất là như nhau nhưng vụ án mobile phone mua AVG của Phạm Nhật Vũ bị đưa ra ánh sáng còn dự án sân gôn phan thiết của Phạm Văn Đông lại muốn cho chìm xuồng trong bóng tối. Thứ hai, tại sao Phan Văn Anh Vũ mới can thiệp tới chính quyền Đà Nẵng là bị truy tố còn Nguyễn Văn Đông lũng đoạn tỉnh Bình Thuận hơn 15 năm trời vẫn bình yên vô sự. Thứ ba, Tại sao đại gia đại biểu quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, Châu Thị Thu Nga giả mạo lý địch làm lợi cho bản thân thì bị truất quyền, còn đại gia đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Đông vẫn củng cố thế lực để làm giàu? Thứ tư, tại sao anh hùng như Trung tướng Tổ Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân Phan Văn Anh Vũ bị truy tố trước pháp luật, còn anh hùng Nguyễn Văn Đông lại được quyền đàm phán khắc phục hậu quả? Thứ năm, Tại sao hơn 15 năm nay những đơn khiếu nại từ việc phong anh hùng và vào quốc hội của Nguyễn Văn Đông vẫn không có cơ quan nào trả lời thỏa đáng? Nếu Nguyễn Văn Đông không giả mạo lý lịch thì ai cơ quan nào đồng ý để cho anh hùng và đưa vào quốc hội một kẻ cơ hội lưu manh lừa đảo di chuyển? Nguyễn Văn Đông có xứng đáng là anh hùng đại biểu nhân dân không khi bất chấp đạo lý pháp luật đã chiếm đoạt tài nguyên đất đai, tài sản công dân trong cho bản thân và cho phe nhóm của mình. Nguyễn Văn Đông có xứng đáng là anh hùng dân tộc khi chính ở mộ Đức. Ông cha của Nguyễn Văn Đông là những kẻ bán nước cầu vinh, xây lăng mộ hành tráng, còn người hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng nhân dân dân tộc từ trước năm 1945 vẫn im lặng trong lòng đất mẹ, không có được một tấm bia ngôi mộ tử tế. Trong khi thanh niên Nguyễn Văn Đông trốn lính để lo cho bản thân thì bạn bè cùng trang lứa làm nghĩa vụ người thanh niên của Tổ quốc và biên giới Tây Nam, chiến trường Campuchia, có người thân xác vẫn còn được chưa được về quê mà vẫn còn đang nằm ở bên nước bạn. Nguyễn Văn Đông có xứng đáng là anh hùng lao động của dân tộc hay không? Khởi nghiệp từ tiền của cha mẹ lừa đảo người dân Quảng Ngãi, giàu có từ lợi dụng thế lực để chiếm đoạt tài nguyên của người dân Bình Thuận, Dư luận tỉnh Bình Thuận và đơn thư gửi đến cấp cao nhất từ nhiều năm nay về Nguyễn Văn Đông đã điều hành chính quyền tỉnh Bình Thuận, thâu tóm đất đai, cướp đất của dân lành, đỉnh điểm là hô biến 62 hecta đất công thành đất tư để phân lô bán nền, nhưng không cơ quan nào kiểm tra, thanh tra, điều tra, nào trả lời thỏa đáng điều đó càng làm tăng thêm tính xác thực của thông tin đồn thổi mẹ chị trần nguyệt thu vợ thủ tướng nguyễn xuân phúc là mẹ nuôi của anh đông anh đông là anh em kết nghĩa của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chú đông đỡ đầu cho những đứa con của nguyễn hòa bình người anh em đồng hương hiện là bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao nghe đâu chuẩn bị kiêm nhiệm trưởng ban nội chính trung ương mất lòng tin là mất tất cả ông cờmờ vờ nguyễn xuân phúc bà ngân ông bình nếu chính danh trong sạch khách quan thì cần lên tiếng về các thông tin không chính thống nhưng hợp lý này đang tác động xấu đến dư luận và kết quả thanh tra kiểm tra điều tra xét xử chưa nói đến luồng dư luận là ông hoàng trung hải người gốc hoa giới thiệu đối tác từ phương bắc đến gặp nguyễn văn đông để chuyển nhượng hợp tác đầu tư các dự án ven biển với hơn 10.000 hecta đất riêng của ông Đông ở tỉnh Bình Thuận. Để chính phủ phải thanh tra Sơn gôn Phan Thiết lần hai có sự đóng góp rất lớn của những người đã âm thầm kiên trì theo đuổi vụ việc, họ vượt qua cám dỗ của vật chất, chấp nhận sức ép từ nhiều phía, thậm chí là đe dọa của các thế lực ẩn mặt. Chúng tôi xin gửi lời tri ân đến họ. Phần này chúng tôi đưa ra danh tính và điều họ lên tiếng nguyên văn của người đã công khai. Cộng đồng hãy cảm ơn đồng hành cùng ủng hộ họ trong giai đoạn tiếp theo. Ông Đinh Trung, cựu ủy viên Trung ương, bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận, kính xin đề nghị các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước, quốc hội, chính phủ và lãnh đạo các ban ngành chức năng của Trung ương. Xem xét lại nội dung báo cáo của trách nhiệm của đoàn thanh tra do ông Đỗ Duy Phúc làm trưởng đoàn trong thời gian tiến hành thanh tra tại tỉnh Bình Thuận và người ký báo cáo số 892 trên BCTTCP ngày 4 tháng 6 năm 2019 là Phó Tổng cục Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huấn. Thứ hai, tính lại giá thu tiền sử dụng đất để làm rõ và kết luận việc thu lớn ngân sách của nhà nước do việc định giá mạt rẻ mạt, tiền sử dụng đất, khu đô thị, du lịch biển phan thiết. Thứ ba, yêu cầu chủ đầu tư giao lại 20% quỹ đất 7,2 ha xây dựng nhà ở xã hội trong dự án để tỉnh tổ chức bán đấu giá thu lại tiền cho quỹ phát triển nhà ở tỉnh hội. Chỉ tính riêng diện tích 7,2 ha này chủ đầu tư đã bỏ túi trên dưới cả ngàn tỷ đồng. Đã làm sai thì phải sửa sai, khắc phục hậu quả, không thể dùng quyền lực để áp đặt hợp pháp hóa, tiếp tục sai phạm. Thứ tư, đề nghị giao vụ sân gôn phan thiết chuyển thành phố đô thị sang cơ quan điều tra Bộ Công an để điều tra kết luận dấu hiệu vi phạm pháp luật, xác định có tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm hay không, không giao cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận. Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng khi tiếp xúc cử tri cho rằng dự án sân gôn phan thiết được sự đồng thuận của nhân dân. Ông Võ Minh Triều đã hỏi thẳng, sự đồng thuận của nhân dân dựa trên cơ sở khoa học nào có biên bản hoặc họp tổ dân phố thôn chưa có trưng cầu dân ý không chỉ vài ba người lên sóng truyền hình báo địa phương rồi nói chủ trương cho phép dạng đồng chuyển đổi đất đô thị và là sự đồng thuận của nhân dân tôi cho đó là mị dân những người viết chuyên đề sân gôn phan thiết này đều là con dân nước Việt có trách nhiệm với đất nước không phải ba que cộng hòa cũng chẳng phải búa liềm cộng sản cờ vàng cờ đỏ đều tôn trọng như nhau vì một việt nam hòa bình và phát triển cùng đấu tranh cho một môi trường trong sạch xã hội minh bạch và nhà nước pháp quyền bình đẳng chúng tôi cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi chương trình và chuyên mục của sân gôn phan thiết của chúng tôi chúng tôi sẵn sàng trả lời diễn giải cho rõ thêm các nội dung liên quan đến bài viết vẫn đồng hành với bà con yêu quý thành phố biển Phan Thiết Bình Thuận. Tiếp theo và tiếp tục theo dõi các cơ quan chức năng giải quyết như thế nào, nếu cần chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.